làng sen Kim Liên, Nghệ An, những tên gọi trong một địa danh lịch sử đã từ lâu đi vào tiềm thức của người dân đất Việt và nhân loại tiến bộ trên thế giới. Chính từ nơi đây đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, người đã trải qua một cuộc đời oanh liệt đầy gian khổ và hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ, là niềm tự hào của hôm nay và muôn đời con cháu mai sau. Thank you.
nghĩa rằng niềm tin nhau bằng lời bạn năm nào hay trở về đất mẹ. Trời kim em ngóng chân ngào ngạt, chúng con về đây dân cũng thả những ơn người. Cách trở xa xôi cơ mà hiến đất nước, qua trong câu hát xin thăm mẹ hương. Sự nghĩa đẹp tươi.